Trong các nơi đây thì chúng tôi sẽ được nghe cô thuyết minh. Nhân kính thưa một người đã có công, sinh ra một vị an bình cho đất nước ngày hôm nay, về trong tình thương bao la, đâu có thể giới thiệu cho nó thành thánh tạo cho biết.